Rồi, kính thưa toàn thể tất cả các vị, buổi trưa ngày hôm nay anh em trong nhóm đi lên nhà bàn cúng giỗ và sau khi thi lễ giỗ xong đến chùa Bồng Lai gọi là ông thẻ số 3 ở Bài Bài, còn gọi là nơi của ông Đạo Lập ngày xưa tu hành đắc đạo và tịch diệt. Ngay đây là khuôn viên của chánh điện. Bây giờ đoàn đang đi cúng vào bên trong ở tất cả các ngôi thờ. Trước mặt chúng ta đó là ngôi thờ Đạt Ma Tổ Sư. Nơi chùa Bồng Lai thì hình thức thờ á, là trần điêu. Trần điêu tức là một cái màu mà do Đức Phật thầy Tây An ngày xưa để làm cái biểu tượng cho tất cả tín đồ làm chỗ thờ cúng nương theo để trở về nội tâm. Bởi vì màu điêu là sự kết hợp của năm màu còn lại, tượng trưng cho sự dung nhiếp của tam giáo và dung hòa tam giới, đồng sắc dị với nhân gian, lấy một điểm tương đồng chung đi vào chỗ nhất thể. Cho nên màu điều được ra đời cho đến năm 1939, khi Đức Thầy ra đời thì ngoài thay đổi một chút ít nghi thức thờ thì Ngài đổi từ cái màu điều thành màu già. Màu điều nó còn tượng trưng cho một sự gắn liền của dân ca tục ngữ nhân gian Việt Nam, nói về tính chất phong hóa đầy nếp của con người, đó là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Chữ nhiễu điều có nghĩa là giải màu điều, phủ lấy giá gương tức là nó trùm lên cái giá, và cái giá đó đó có để một cái vật thể gọi là gương. Sở dĩ mà nhiễu điều phủ lấy giá gương đó là phong tục tập quán của người Việt Nam mình, tục tập quán của Việt Nam và đi theo cổ xưa. Mỗi một gia tộc á lấy một cái biểu tượng để răn đe con cháu, và mỗi một cái phụ thờ của gia tộc đều có một cái biểu ngữ, biểu đó là một cái giá. Cái giá là cái giá để những cái gương và hình đó, trong đó cái giải điều phủ trồng lên. Nếu có câu là nhiễu điều phủ lấy giá gương, sẽ chỉ để hai cái vật này được kết hợp lại đó, là muốn răn dạy con cháu trong gia tộc phải thực hiện được một số những cái nghi thức sống, đó là trong tình thương yêu gia đình thân tộc và đối với quốc gia, với đất nước, với đồng bào và xã hội, luôn thương yêu rộng mở và quan tâm chăm sóc. Giá gương là vật để thờ tự những cái người thân tổ tông, giải điều là kết hợp chung của màu sắc nhân loại, khuyến khích con cái là lấy sự tôn kính hiếu để dung hòa với người thân, sống tốt với bên ngoài. Cho nên mới có câu là nhiễu điều phủ lý giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng, là vậy. Vì vậy cho nên cái màu điều của Đức Phật Thầy Tây An ra đời là một sự phù hợp dung nhiếp và gắn liền với tình thương đồng bào chủng tộc chung. Cho nên giáo thuyết của Ngài là nền giáo thuyết an dân và nền giáo thuyết hưng quốc, khiến cho con người vừa sống đúng tinh thần, bản năng, trí tuệ của một con người,
và vươn lên trên con đường tiến hóa hiền nhân thánh đức. Cho nên chủ thuyết của Ngài rất được đa số người dân miền Tây đồng tình ủng hộ, gọi là chủ thuyết của Đức Phật Thầy Tây An. Rồi, giờ đây sau khi mọi người chúng ta cúng xong ở chùa, chúng ta qua ông Thẻ. Chùa Bồng Lai là Vinh Quang Thẻ. Và đặc biệt hơn thì cái ông Thẻ số 3 có không có sự thay đổi khá nhiều so với ông Thẻ số 2. Ông Thẻ số 2 đó là từ vị trí ở ngoài góc độ bên ngoài và nhiều lần thỉnh nguyện về vào bên trong. Nhưng riêng về ông Thẻ số 3, chúng ta thấy là cặp sát mấy kinh vĩnh tế là tới giờ vẫn còn này nghe. Sát mấy kinh vĩnh tế và người ta chỉ có bảo quản và bảo gọi là bảo lưu cho nó được an toàn và vững. Và đặc biệt hơn đó là ông Thẻ số 3 được xuất hiện đó là cặp ngay cây trụ cột và cột phướng của kia, trụ cột của chùa, gọi là cây cột phướng của chùa. Và góc độ này là góc độ ông Thẻ số 3 là đây. Đây là ông Thẻ số 3 nè, lưu ý cho nè. Okay. Còn hai cái này đó là cây này là cây trụ cột chứ không phải là cột, tức là có cây cột, tức là hồi xưa ta làm cái cây để sẵn rồi dựng cây cột lên á, rồi trụ cột, cây hình trụ cột được làm như thế này nè. Nhưng mà trong đây cây cột phước này đó, nó có một cái di tích của cây cột này sở dĩ mà còn tại đây là cái trụ cột này nó có từ thời ông Đậu Lập tới giờ nha. Cái trụ cột này là có từ thời con Đậu Lập tới bây giờ, là cái thời gian khi ông Đậu Lập dựng chùa Bồng Lai lên á, là bắt đầu là tiến hành dựng cây cột phướng, cây cột cờ ở chùa á. Nhưng mà vào thời xưa thì cây cột á là đa số là phải lấy chiều cao tương đối là 10 mét, được vuốt tròn. Mặc dù mình nói là cột nhưng mà dựng theo phong cách hồi xưa, không phải là dựng bằng máy móc, giờ đa số là dựng tay, dựng bằng dây. Tuy nhiên á thì sau khi đó bắt đầu là mọi người tiến hành dựng cây cột như vậy đó, là gần như là mình nói là suốt một buổi đi, gần cả ngày đó là không rồi. Nhưng mà lúc này ông Đạo Lập là không có ở đây. Ông Đạo Lập là ông không có ra dựng với mọi người, ông ở trong cái thất á. Thì sau đó đó mọi người dựng hoài không lên, ông mới kêu mọi người á muốn dựng lên là lấy một cái sợi chỉ ngũ sắc á. Cho nên thường thường giờ ta lấy cái con chỉ ngũ sắc mà hay cuộc vào tay con nít bình hoàng á, lại lấy con chỉ ngũ sắc á là buộc vô cọng dây kéo cờ á là kéo lên à. Trong khi đó là mọi người dùng rất là nhiều loại dây khác nhau, thậm chí là nghe nói là kéo đứt dây đó mà không lấy cái cột. Ông kêu lấy thêm con chỉ ngũ sắc lấy cuộc vô cái cây đi, cuộc vô con dây á là kéo lên. Thì mọi người nghĩ là như vậy là chắc ông kêu là lên thì thật sự cuộc, chứ cần thêm con dây ngũ sắc nữa đó là cột dựng cây cờ lên được. Nhưng mà nói cho cùng á là không phải là do cuộc con dây ngũ sắc, là vì lúc đó ông Đạo Lập ông dùng phép thuật để kéo cái cột cờ lên. Cho nên từ đó về sau cái phướng cái cột chùa tới giờ vẫn còn tồn tại và nó hình thành tới bây giờ được dựng kế cho ông Thẻ là vậy đó. Chứ không phải con dây ngũ sắc đó là sức mạnh của nó, mà do nên ông Đạo Lập á, ông ngồi trong phòng ông làm phép, rồi chỉ cần cuộc cái cọng dây vô cái cọng dây kéo lên hay là kéo lên cây cột bình thường đó. Là cây cột phước này là cột chùa tại đây. Vô nó dùng bụi vô chân à. Những cái loại cây này thì cái dấu tích thời gian nó mòn á. Và nó hơi cái cây này là hồi xưa là hồi Đức Phật Thầy tới giờ còn hơi. Cái gốc này nè. Là thời kỳ ông Đạo Lập, đệ tử Đức Phật Thầy á. Ông Đạo Lập là sau Đức Phật Thầy một chút. Tức là cái chùa này, chùa Bồng Lai của ông Đạo Lập dựng lên là cái gốc này có từ thầy đó. Nhưng mà mình tính cái cây chứ cũng có từ thầy Đức Phật Thầy Tan bị muốn. Dạ đúng rồi. Có một điều lạ là cây cột cờ với lại là cây ông Thẻ là được cấm gần với nhau. Cái khoảng cách là hồi ông Thẻ nằm nếu qua đó tí hả? Chứ không có ai có nhiều. Nhưng mà gần với nhau. Mình sau này chắc thỉnh vậy vô đây á. Cái đó là cái điều mà lạ, hơi trùng hợp á. Hơi trùng hợp chỗ là giữa ông Thẻ với cái cột cờ á. Cái gần với nhau. Cái cột này là hồi, bây giờ mình đi mình thấy vậy chứ hồi xưa chị, hồi xưa bự lắm ngang.
Hồi đó em đi là nguyên một gốc tới dưới bự lặng. Tại vì hồi đó chưa có làm cái này nè. Nó chỉ có cái nhỏ là nguyên cái cột rất là bự. Rồi sau này người ta làm từ từ ta bảo quản dài dài lên trên đó hả. Ông thẻ nào cũng vậy. Bà mẹ em nói đó hen. Ông thẻ số 3 đây, ông thẻ này đó. Có thể nói một câu là hú hú cái từ linh. Dân mà thả bò với dân mà những người mà bất tử mà lên đây ngủ bất tử ban ngày đó hen. Rồi lên ngủ xong là giật mình về là nằm ở dưới me me Quá me linh đó me hả? kinh chứ. Bò mà đi gần gần đây đó là đuổi đó. Cái sự tích thì sao mà được phát hiện trong thẻ này Thì anh nói nãy giờ đó nói nghe là mấu chốt á, ông thẻ là bắt đầu từ vấn đề là người ta lưu tâm vấn đề là cái người dân bên đây nè. Anh hồi xưa là dùng này anh cũng thả có bò sự ở linh đây, thiêng á, có sự linh thiêng. là khi mà bò lại gần đó phải không, là có người đuổi 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 gian ra chơi à. Còn người ta mình không biết mà leo lên ngủ bị cái này. Hồi xưa là cái gò, vì sau khi chiến tranh rồi cái chùa không còn cái còn cái cục cờ với con thẻ không à, mà người ta không biết con thẻ bắt đầu là nó hình thành, bắt đầu là có cái người ta lại nghỉ ngơi đó là bị đuổi. Ai lên đây nằm là bắt đầu là bị liệng xuống dưới. Rồi từ đó bắt đầu á là cái người dân mình bắt đầu mới lưu tâm bên tôn giáo á, mới tìm tìm bắt đầu mới gặp ông thẻ. Theo cái sự linh ứng đó bắt đầu mới tìm được ông thẻ. Khi mà gặp xong rồi đó, cái người dùng mình hồi xưa có cái tục lệ tới giờ ít có ai sử dụng, đó là gì phải không, thỉnh thẻ thỉnh thỉnh quẻ nguyện giấy. Nếu đó là ông thẻ thật sự rồi đó, bắt đầu mới xin lập đền để thờ. Từ từ dựng một cây cột nhỏ gì đó cũng phải xin đàng hoàng mới mới được quyền làm, chứ không có làm mẫu được. Đó là quy định, đó là xin kêu để làm đó. Thì theo sau cái đó mới hình thành. Hồi lúc anh ở đây thế là cái đường này anh đi vô ra cũng nhiều lần, cũng cũng được năm bảy lần đó, nhưng mà không có cái chùa này, không có chùa này. Thời gian sau này em mới có. Mà đó nó ở đây chắc cũng cỡ bé này à, là anh ở trong trong xé xé trong nhà linh chút xíu. Dạ đúng rồi, tất cả đều phải phải xin hết. Đó là điều mà liên quan tới môi trường, là sự xuất hiện của ông thẻ là vậy đó. Còn cưng ga ngay cả ông thẻ số 1 thì còn còn linh mình còn thấy ngán hơn nữa. Cắm cái thẻ đây là chung quanh đây là không có cây cỏ mọc, không một cái cỏ mọc, giống như có ai mằng sẵn ở bút nào có bóng hết chừng á, thẻ số 1 á. Ừ. Dinh ở chính thức không ở ở ngoài Cần Đăng. Cái ông mà chủ đất đó hen, ông chủ đất là ông thẻ được cắm chỗ đất, ổng đâu có biết đâu, tức là ông nội ổng á là chỉ phát giác là tại đó có cái cây lạ thôi, không biết cái gì. Không biết cái gì ngang. Là chung quanh đó đó là cách đó chừng 3 thước chung quanh đó là không có một cây cỏ mọc nữa, là cây cây gọi cây xanh mình á tự tự mọc lên thành cái nhà để bảo quản luôn. Ông mới thấy lạ quá vậy đó, ông không biết là cái gì. Rồi sau đó đó là tới khi Đức Thầy mình đi thuyết pháp về Cần Đăng á, ông mới hỏi. Ông hỏi là nó trong đất của con thì nó có cây vậy đó, thì thầy nói đó là ông thẻ số 1. Đó là ông thẻ số 1 là được thầy xác nhận, thì chứng nhận ngang. Còn ở những vị trí này mình chỉ đi theo cái công lệ chứ chưa có xác nhận được. Còn ông thẻ số 1 là đích thân thầy chứng nhận. Là từ cái ông mà hiện nay cái ông cháu trong thân trong mảnh đất đó đó, ông chủ đó là ông còn giữ đó đó. Từ mức bảo quản cho tới tới khi nó lại nè, sở dĩ những ông thẻ hình thành mà còn tới giờ này đó là nó có mấu chốt duy nhất thôi, đó là tính năng của con người. Là do biết đó là ông thẻ rồi đó, hồi xưa đâu có bảo quản này, đau nguyện giấy hết là đã đành rồi. Dùng mình ho sổ mũi đi, nguyện giấy rồi là có ly nước uống hết phải không, cái lấy dầu đeo miếng đeo vậy. Lấy dầu đeo miếng đeo đeo giết là tới mức độ là người ta mới bảo quản. Bị cái cây nó đâu có to đâu, cây cây thẻ thì cũng gọn gọn thôi, mà mạnh này nó đẻo cuối cùng. Mà tao nói rất là linh ngang, yêu cầu mà đẻo đem về đó là cho một miếng nhỏ cho là cái ly thôi là uống là hết bệnh đó. Cho nên từ đó về sau là giống như là thói quen, bắt đầu tao mới bảo quản. Có chút nó là vậy đó, cho nên không có ông thẻ nào. Tại vì bệnh, bệnh phải cầu. Cái này là biểu tượng thôi nha, biểu tượng là búa ông thẻ. Dạ ở cúng đời nãy giờ chưa cúng đi chứ. Biểu tượng búa ông thẻ, Đức Phật thầy sai Đức Cố đi cắm, trong đó là có thêm một cây phướng
và một cái bảo bối là gọi là một ấn để sau khi về chùa Láng cắm xong bốn thẻ về chùa Láng dựng chùa để phụ độ ba tánh vạn dân. Đó là chuyến đi sau cùng của ông Cố, một điểm dừng của ông Cố sau cùng chứ không phải chuyến đi sau cùng, điểm dừng cuối cùng của ông Cố là tại chùa Láng. Cho nên hiện nay còn hai cái báu vật mà chưa tìm được, đó là cây cột phướng, cây cờ phướng và cái ấn của ông Cố. Quyết trao thân tánh hạnh cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ. Ao sen báo Tây phương đua nở, giờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Người ta chỉ giải thích đó, đa số hay giảng viên là chỉ giải thích là hai câu là ao sen báo Tây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Giải thích hai câu đó là mở rộng cảnh giới Tây phương cực lạc, nhưng mà ít ai giải thích hai câu trên. Là họ chỉ chú trọng tới sen nở chứ họ không chú trọng làm cách nào để đến được bông sen đó. Ừ, đúng không? Quyết giao thân tánh hạnh cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ á, mới tới ha, ao sen báo Tây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Đằng này chỉ giải thích là ao sen báo Tây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, chứ không có giải thích cho là làm sao á là để được là thành tựu chứ. Từ chỗ mà trao thân tánh hạnh cho bền, người niềm ơn nghĩa đó, đền dứt nợ đó, nó mới đủ cái duyên đó để mà giảng sanh. Còn đằng này là không không chịu mà tính từ cái nhân trên mà cứ khoái cái bông sen là cứ hối ồ niệm Phật giảng sanh, không cần làm gì thì làm. Nói không cần làm gì làm, yêu cầu niệm Phật giảng sanh, nói chuyện hay căng căng. Căng thiệt, có nhiều người nói sống sao được niệm Phật cầu giảng sanh, chơi khu đó là chơi ăn gian đó. Phải có đủ là tánh hạnh, phải châu bền nữa kìa, rồi cái ơn nghĩa nữa kìa. Dạ, thầy thấy giai đoạn đó không? Nghĩa ơn phải chọn nữa kìa, chơi không chọn ơn nghĩa hết trơn mà đòi là giáng sanh. Giáng sanh là rồi đúng không? Ít khi nào mà Đức Phật rước những người vô ơn phụ nghĩa đó. Vô ơn nghĩa gì ai chứ được. Niệm niệm chứ bây giờ mình tưởng tượng niệm thì niệm, chứ mình sống bậc nghĩa quá làm sao không rước mình được. Dạ. Đó là yếu tố mà người ta không phân tích từ hai câu trên, bắt buộc phải phân tích hai câu trên. Bộ mình nói chuyện nó chụp hình không được nha.